báu vật kinh doanh, mang dòng sinh khí thịnh vượng, chỉ dành cho chủ nhân xứng tầm, am hiểu và có tầm nhìn xa. Bứt phá vị thế tiên phong, một siêu phẩm mang tên Shop The Oasis, tâm điểm thương mại, bảo vật xứng tầm. Shop The Oasis, bảo vật kinh doanh tại vị trí đắc địa Vinhomes Grand Park, nơi cửa ngõ mở tâm điểm thương mại của thành phố Thủ Đức, tiếp giáp đường ngoại khu Phước Thiện và đường Vành Đai Bà. Cũng vị thế view sông Đồng Nai tuyệt đẹp, kiến tạo không gian khoáng đạt, mang nguồn sinh khí tài lộc dồi dào. Shop The Oasis, bảo vật đầu tư chắc thắng. Khởi sinh thịnh vượng tại tâm điểm thương mại trong lòng Vinhomes Grand Park, từ thiên đường mua sắm Vincom Megamall, khai trương đầu năm 2024. Náo nhiệt với quảng trường Golden Eagle, nối dài tại đại lộ Rodeo sầm uất, Shop The Oasis tiên phong đón đầu hàng triệu du khách tới trải nghiệm mua sắm, ẩm thực, giải trí cùng đa dạng ngành hàng. Cùng 10.000 cư dân tại nội khu The Beverly Sellery và 120.000 cư dân tại Vinhomes Grand Park trong tương lai. Shop The Oasis, bảo vật giới hạn, tiềm năng vô hạn. Bộ sưu tập giới hạn 60 siêu phẩm Shop The Oasis lần đầu tiên được trình làng tại The Beverly Sellery, kết nối với tiện ích liên hoàn kề cận, view kênh đào hoa giấy thơ mộng, view công viên nội khu, kề cận trường Anh Quốc Brighton Crawland, cùng hàng loạt tiện ích đẳng cấp sắp xuất hiện như VinWonders, tòa tháp văn phòng, bệnh viện Vinmed, Vincom Megamall. Tất cả tạo nên sự sầm uất bậc nhất tại Shop The Oasis. Shop The Oasis, bảo vật quý giá, bứt phá tiềm năng, dành riêng cho chủ nhân tức thời. Shop The Oasis, tâm điểm thương mại, bảo vật xứng tầm.